Vâng. Thế này. Ui giời ơi. Phí thế. Lại đứt thẻo tiếp này. Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Các Cảnh của em. Hôm nay mà dẫn các bác đi câu cá sông thiên nhiên tiếp các bác nhá. Em sẽ gọi là chia sẻ với bác cách trộn mồi câu đài. Tại vì nhiều bác cứ bảo sao mồi câu đài trộn vào nó cứ nhão không câu được các bác, nó không dính. Thì nó cũng nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà em sẽ hướng dẫn như này các bác nhá. Thì đúng hay không đúng thì mong bác thông cảm nhá, vì cách này em hay dục và thấy nó cũng khá là hiệu quả. Thì đây trên tay em đang là gói mồi câu Minh Khôi của em sản xuất các bác nhá. Sẽ trộn như này. Nói chung là mỗi loại mồi, mỗi nhà sản xuất thì họ sẽ gì chả, sẽ có một cái gọi là hướng dẫn sử dụng và lượng nước phù hợp với từng loại mồi. Nhưng mà anh em sử dụng nhiều loại mồi thì không thể nào mà nhớ hết được đúng không các bác? Thì có cách nào để gọn nhẹ và dễ dùng hơn? Thì đây em chia sẻ các bác, đây là cám không có nhá, kể cả mồi nào vậy em cũng đều trộn được như vậy hết các bác nhá. Thì mình sẽ vào nước. Đấy, vào một ít thôi nhá, như này. Và mình sẽ trộn đây. Các bác xem sẽ hơi mất chút thời gian thì mong các bác thông cảm nhá, để cho những anh em nào mới bắt đầu câu đài thì đấy thì sẽ xem video này và biết cách trộn mồi sao để cho nó có kết dính. Đấy, đây. Nó sẽ được một cái dạng mồi ướt ướt như này. Các bác thấy bóp vào được là ok, là mồi xả các bác nhá. Đấy. Này sẽ là mồi xả. Lượng nước thì mình cứ vào mình thấy nó vừa hợp lý là được. Mình có thể là cho ít nước một chút cũng không sao, nhưng mà đừng cho nhiều quá, lố quá thì không có cách nào cứu chữa cả. Có mồi khô thì tốt, mà không mồi khô là không cách nào cứu chữa luôn. Đây mồi xả thì mình sẽ bê cho nó nát những cái cục nhỏ đó các bác nhá, để cho nó thật là tơi vào. Xuống nước rồi nó tan. Đấy là mình sẽ được mồi xả đây, nó khá là khô như này. Bóp phát là dính. Đấy. Thế nó hay, xuống nước là tan hết các bác nhá. Đây. Cái này thì mình không dùng 5 ngón tay mấy, mình xoa xoa cái này này, nó hay vỡ những cái kia hơn. Đấy mình xoa lúc đầu để nó ngấm nước thôi. Những cái hạt này mình sẽ vê cho nát ra. Mồi xả đã xong rồi thì mình bỏ vào đây. Mồi câu thì sẽ cần ít thôi, không cần nhiều. Đấy ạ. Đây các bác này, trộn mồi ra là cuốn ngay con bò các bác này. Đấy nó đến đây nó làm khán giả của em rồi. Đây mình sẽ đổi cái đấy, con này nó rất là ngáo các bác nhá. Sẽ đổi góc khác, không nó ra nó húc cho phát thì không có gì. Tiếp tục trộn mồi các bác nhá. Phần này thì mình sẽ làm mồi câu này. Mồi xả cho thêm chút nữa đi. Phần này là mồi câu có nhá, mồi xả cho sang bên kia. Thêm tí nữa. Đấy cho thêm chút thôi. Bây giờ đấy nó vê bóp và nó dính này là được coi nhá. Anh em thích dính đây, em cho thêm tí nữa. Anh em thích dính thì cứ vê vào thành chậu như này. Đấy, miết vào thành chậu này đảm bảo là nó dính đét luôn. Nó dẻo luôn, trạng thái nó rất là dẻo luôn. Đấy. Lượng nước thì cứ theo tay mình thôi và theo kinh nghiệm để đi câu thôi các bác nhé, không cần thiết phải đong đâu. Đấy. Được một cái cục mồi như này, khá là dẻo đấy, không đơn giản đâu, không phải dễ bung đâu đấy. Về vào lưỡi và chiến thôi. Có cái gì đâu mà cái nhau à nhỉ, bỏ kia nhỉ? Cứ lao vào cái túi đồ câu của em, không biết là có cái gì trong đấy mà nó thích không. Đi đây. Túi đồ câu thì có cái mẹ gì. Bắt đầu với câu thì sẽ xả mồi các bác nhá, sẽ xả mồi trước. Đây, mồi nó khá là bung. Rất là dễ tan. Nếu mà khô quá thì anh em để thêm nước nhá. Đây mình sẽ kẹp được một cái viên xả như này. Ném nó điệp câu.
Đây là bộ trục mình chưa có lưỡi, bởi vì trục mới hôm qua mới buộc. Mình đang kẹp thanh quấn chỉ các bác nhé. Còn chưa cân phao các bác, mới đo đáy thôi. Chưa mắc thẻo vào cân phao. Xả 5-6 cục là ok các bác nhé. Nước thì hôm nay người ta mở một cống, mở một cửa, đóng một cửa cống các bác. Thế nên là phao cân vẫn phải cân theo cái kiểu là chống trôi, đỡ trôi. Cân khoảng độ 3 vạch, không có thẻo và câu 3 vạch luôn, có thẻo. Như thế thì chỉ nó gần như là nó sát xuống đáy các bác, nó cũng đỡ trôi đi phần nào. Thôi rồi, không mang hộp thẻo thì câu cái gì. Tôi chết đi câu không mang thẻo các bác. Khả năng là bây giờ phải dọn qua loa cái đồ này vào để còn đi về lấy bộ thẻo ra câu các bác nhá. Đúng rồi. Rô con đầu tiên. Báo cá con đầu tiên các bác nhá. Nước nó vẫn chảy chứ không phải là tĩnh các bác. Cống thì người ta đóng một mở một. Sắp đôi các bác ạ. Một rô một chép. Hai mồi đầu đều có cá hết rồi. Bỏ cái công chạy về nhà lấy cái hộp thẻo. Không nhẽ chẳng lẽ đi về. Thôi đứt rồi. Ôi giời. Dây bé quá nó cũng tội. Tiếp tục báo cá các bác ơi. Con này khá đấy. Rô to phết nhỉ. Nhà anh gần đây không? Về lấy cần đây câu cho vui. Báo con cá vền có nhá. Lên đủ tổng hợp các loại cá rồi. Chép rô vền. Rô rồi. Rô anh ạ. Cứ vợt vào cho nó chắc cổ. Dây bé đó là nó phải vậy. Dây to thì cẩu lên ngay. Đây, rô khá cũng khá các bác nhá. Rô thiên nhiên. Đây, cỡ này các bạn. Rô là to phết chứ, trước câu toàn cái loại bé hai ngón tay. Cắn đấy. Chết. Rô. Vào cá các bạn nha. Con rô. Luôn, chết luôn. Khá rồi các ơi. Chạy ra gì phết. Báo cá các ơi. Đây con rô phi cỡ này nó chạy cũng tít phết các bạn. Nước hôm nay nó sâu được hơn 2 m. Gần 3 m.
cũng là size đẹp ở ngoài thiên nhiên rồi, tầm này cứ lạng hai lạng gì đấy, nuốt rất sâu, gỡ không cẩn thận là đứt thẻo. Cá cắn khá mạnh các bạn, nên em sẽ tập trung bắt cá các bạn nhé, không quay phao nữa. Mất rồi, quấn rô phi ở dưới thật đứt thẻo quá nhá. Đang cá chim rồi, đây khá nhiều cá chim các bạn. Thấy bảo mở cống ra ông anh cũng bắt được mấy con, tầm 4-5 lạng cũng đủ cắt đứt thẻo của mình. Ninh Bình nhiều cá lắm anh. Ôi giời, chạy này. Thấy ở dưới giao thủy Hải Hậu nó cũng nhiều ấy, lại còn to nữa. Con gì đây ta? Chạy khỏe phết nhỉ. Rô phi. Bạn này đánh thẻo nó nhỏ quá nên là không dám ép, xong con này kéo ngược lên ngay. Tổ phết đấy. Rô sông như này cũng khá phết rồi. Đấy các bạn, rô phi. Nó có những kiểu là cái hồ với bãi đá đúng không anh? Chuối trước mấy ông còn hay đi vào đây câu lua chứ. Thì mấy ngày mấy đêm Nam Định mình này. Vâng. Thế đây. Úi giời ơi. Phí thế. Lại đứt thẻo tiếp này. Chim trắng đấy. Cá chim đấy. Không ăn thua rồi. Mang dây gãy giếc chép hai ngón tay thì câu lại gặp lắm hàng quá các bạn. Đứt cái thẻo thứ ba rồi. Chép thì không đứt được đâu, nhưng mà con này chắc chắn là chim hoặc là rô phi to nó cắn nó mới đứt được. Ồ, con chạy cũng khét đấy. Chép rồi, biết ngay là chép mà. Nhìn cái kiểu chạy là biết ngay con chép các bạn. Rô phi mà, đấy, chạy cũng được phết. Động sốc là nó cộng tít như vậy. Vào vợt. Báo cá coi. Cá các bạn. Lâu bể. Các bác xem có đoán đúng không nhá. Biết ngay mà. Đúng là lâu bể thật. Mỗi kiểu con cá nó có kiểu chạy khác nhau. Mày vào đây. Mày vào đây. Mỗi kiểu cá nó có một kiểu chạy. Giật con nào là cũng đoán được phần nào là con đấy các bác. Ăn miệng đẹp luôn các bác nhé. Mồi tổng hợp đã bắt được đủ các loại cá rồi các bạn. Ở cái sông này là vền, rô, chép, lâu hệ. Mấy con cá chim vừa nãy thì bị đứt thẻo. Mình khẳng định đấy là cá chim luôn các bạn. Không nhìn thấy mặt nhưng mà chắc chắn là cá chim luôn. Chỉ có cá chim nó mới cắn cước ngọt như vậy. Phải lao cái trọc qua phát là mất thẻo luôn. Và cá chim ở đây thì anh công anh câu hôm qua hôm kia cũng bắt được một con, hai con. Không to, tầm 5-6 lạng thôi, nhưng mà ông ấy đánh lưỡi to ấy thì không bắt được. Đánh lưỡi bé nó chỉ mớm, nó nuốt sâu ấy, nên là không bắt được. Ông ấy đánh thì nó mớm thôi, nó chỉ cắn vào lưỡi thôi. Còn mình nó nuốt vào trong mồm là nó sẽ đứt cước. Thẻo ni lông lại nhỏ nữa, 0.8.
0.8 của cái dây Zinco các bác, nó chỉ tương đương với 0.6 của dây khác, rất là mảnh và mềm như một cái sợi chỉ vậy. Tải thì cũng tương đối, tải thì có thể bằng 0.8 thật, nhưng mà dây thực sự của nó chỉ bé bằng 0.6 thôi. Dây Zinco siêu mềm. Từ lúc biết là có cá to thì mình chuyển sang mình cầm cần xuống tít xuống dưới các bác ạ. Gặp cá chim trước có thể hãm được cái lực thêm một tí nữa, không bị đứt sốc. Khi mà cầm cái đối trọng vào trong lòng bàn tay và giật thì cá to thì nó hợp lý hơn. Chỉ áp dụng với cần ngắn các bạn, cần dài mà cầm thế này thì đau tay lắm. Đấy, đấy các bạn, những con cá nó lao sốc ra ngoài thế này thì cái lực hãm rất là tốt. Cầm về các bạn ơi, lực rất là tốt, nó không bị sốc đứt. Cũng là một cái khá là hay mà em học hỏi được từ, nói chung là từ những người đi cái trước. Có những lúc mà câu thẻo nhỏ 0.8 quá nhưng mà đánh được cả những con chép 1-2 cân, không phải thả dây vào hiểu. Cũng là may mắn một phần, cũng là một phần là do mình giật nó nhẹ nhàng và cái kiểu không bị sốc con cá là được các bạn. Con cá nó ngoan ngoãn, nó nghe theo mình ngay, chứ đừng để nó sốc quá, nó lao ra ngoài mạnh là nó sẽ đứt. Tay mình kéo vào cá nó lại lao ra. Rô phi. Bây giờ em xin phép được báo cá coi nhá. Kết thúc buổi câu rồi. Câu cũng khoảng độ 2 tiếng các bạn, 2 tiếng đồng hồ. Cá ăn rất là nhiều nhưng mà nước chảy thì mình cũng không giật được nhiều lắm các bạn. Và cũng đáng tiếc là đứt mất 2 con, 3 con, đứt mất 3 cái thẻo. Và 3 con cá cũng tương đối. Và số cá bắt được là đây, là hôm đây các bạn nhá. Câu khoảng độ 2 tiếng cũng được. Cũng không phải quá rực rỡ nhưng cũng được, cũng gọi là có cá mang về. Rô ngon thế này chắc chắn là phải mang về rồi. Mang về một vài con để giãn các bác nhá. Rô này không bắt thì còn bắt rô nào các bác. Nói chung là rô này là rô phi thiên nhiên này, không phải là cá công nghiệp các bác. Em này lại khoái cái loại thiên nhiên này. Đổ ra cái chậu đó các bác. Đây các bác, rô này, rô ngô xá đây các bác này. Nhặt lên mấy con to này về rán các bác này. Còn mấy cái loại này thả hết đi các bác nhá. Chép với lại về cái rô nhỏ. Đấy, đủ ăn thôi các bác. À, một bữa này với lại lon bia là ngon rồi các bác. Rồi, giờ em xin phép kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Nếu các bác thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh các bác nhá. Cảm ơn các bác nhá.